Tài thơm, tài thơm. Tùng chó này tài thơm nè. Từ từ, từ anh Tùng nương từ từ á. Đó. Đó, chạy rồi, thấy răng trắng dưới chưa? Thấy răng dưới nước chưa? Bị á. Có bi, có bi, có bi. Bi. Đó, anh Tuấn ơi. Đó, thơm. Cốc cần luôn rồi, cốc cần. Từ từ nha, cứ két đừng có nháp đó, nháp lên. Trời ơi. Ờ, cái nóc rồi. Các bạn luôn. Rồi rồi. Còn đó giờ có bi nè, có bi nè, có bi nè, bi nè. Đó đó. Đó đó. Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh Bùi Vlog nha. Sáng nay thì có mấy anh em ở Sài Gòn về, ông anh của mình giờ chở đi câu mà. Giờ mấy anh đi hôm qua nên mà đi trễ xíu. Giờ vẫn ra cái trà gần bờ để câu cúng cá nục mà. Rồi lát nữa mới ra khơi để kiếm những con cá lớn thôi. Giờ anh em mới vừa ra tới nước đây. Giờ tiến hành là khởi hành. Đó, mời mọi người theo chân cuộc hành trình của anh em sáng hôm nay nha. Trải nghiệm đi câu buổi sáng. Rồi anh em mình mới vừa tới già mọi người ơi. À, giờ tiến hành chuẩn bị câu cho mấy anh ra câu. Phía trước là có nục rầm rất là nhiều mọi người. Rồi, để chuẩn bị câu nha. Giờ sao đây con? Giờ sao chú làm câu cho? Chị mua. Mày mở hàng nha Hiếu. Ok. Tính bình nước. Cái này dài quá. Qua ra ngoài đây nè. Ra ngoài này nè. Không phải cái lưỡi đó nó vậy. Đừng quăng vô đó. Ở đây chỉ cho nè. Được quăng bạc nữa chắc á, quăng nhẹ nữa đây là thôi. Đó. Đúng cao chị. Quăng không tới cơ chứ. Ngồi cao. Thỏ sò đất gì nữa. Này không tới đâu. Hơi ngắn hơi dài. Đổi quay đổi cái máy quay cần chú ơi. Đổi máy mình cũng được. Sò đất là cái kiếm xin mời mát gì đâu á. Càng yếu là hơi yếu. Sò đất còn hùng lộn nữa rồi chứ hơi không. Dạ đó còn có cái đó. Lên tùng đó. Thử quăng lại được nữa ta. Cái này yếu quăng không tới đâu, dính chạ. Anh Tùng rút vô, à ông cần nữa kìa, rút. Nè ăn nổi rồi nè, cho kéo nè. Kéo đi. Kéo mạnh, kéo nhanh đi vô góc. Cúng đi, cúng đi. Cúng mạnh lên, cúng mạnh lên. Dính rồi hả? Dính rồi, cúng nhanh lên, cúng nhanh lên. Nhanh rồi. À thì quăng cái đó đầu dính rồi. Đó đó đó, dính rồi, dính rồi. Dỡ lên. À, à từ từ, ngồi xuống. Đi nội đâu hiểu không? Rồi chưa? Ok chưa? Thích chưa? Thích chưa? Dạ rồi. Ok. Kênh câu không? Xài trống rồi phải không? Kênh dùng vừa bất bất cho cái chỗ cái nó súng luôn. Nục. Đi ngoại trà đúng không? Lấy Nục hả? Dạ có trắc trắc. Cái gì? Có trên đầu em á. Có cây kỳ. Rồi ra lại đi em ta. Quăng một phát ra ngay bầy luôn. Cứng đồ nữa gì nữa. Hỏng đã. Dính hả? Dạ đại rồi đó. Quăng ra lẫn ăn thôi hả? Rồi anh gỡ cá bỏ vô đây. Phù gỡ cá bỏ vô đó. Tùng hồi nãy hỏi có thuốc cái Tùng.
đó 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 đó. Tự ơi, coi chừng dính lưỡi nha. Không không, vứt có thước trên lên tầm này. Cái là cái nục không luôn. Câu được chưa? Câu được chưa? Cũng nhanh đi, cũng nhanh đi, cũng nhanh đi. Câu được rồi đó. Cũng nhanh nha, không dính vô gốc chạ. Đó đó đó, lên đi con. Gỡ đó 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 đó. Bỏ. Thành công, thành công. Ngồi xuống đó gỡ luôn, bỏ ngồi xuống luôn, ngồi xuống gỡ luôn. Quá hay, quá hay. Quá hay luôn. Ăn chập xỉu luôn rồi. Cậu đồng chí Tính từ Hà Nội vô nghe. Hà Nội. Tô Tấn là nhà tài trợ Hồ Thanh Tùng. Ủa kem có gì con? Ừ, rồi. Ok, con xách lên đi, xách lên chưa rớt đâu. Không nào, con lưỡi á. Cá quá trời cá. Mấy cái lưỡi này cứ để câu hoài chứ. Dạ. Nó ăn mồi lông mà. Móc mồi thì có bao giờ mới móc mồi đến tới sáng luôn. Móc mồi thì có mình. Rồi, câu ăn nha, quăng nha. Đó. Rồi, dính liền luôn. Ra trung tâm luôn á. Đèn Tùng ơi. Còn mát anh tỏ nữa. Ủa, là dính rồi hả? Dạ, nó ra là dính thôi. Đưa cái cần trúc em, đem gắm cho. Con trai tôi có hai cá mà gỡ nãy giờ. Con cá như là chết rồi. Ba con. Ủa, ăn nghe chậm chậm quá. Quá chậm quá người ta. Quát rồi đây này con. Cái này nó vậy vậy. Ca nhiều. Tùng câu có cảm giác rồi chứ. Đưa trên tùng á. Đấy, đó. Nó rùa. Đây là đưa cái mũi cần. Chưa tới ổ nha. Anh Tùng ở đứng ở đó quăng bạc qua đầu nước nữa kìa. Cúng nhanh nha. Biển bao la. Đó, cá đầy kìa. Quá đỏ. Đó, đầy cá kia luôn. Ừ. Nục đi, nục chi nữa. Cắt rác à. Cắt rác hả? Đây cái nục chi nó ngắn. Trừ là nhán cá bi được rồi lên bơi nghe. Bỏ vô nước cho nó bơi thử. Đây ở đây câu ái được không? Thể mồi đi thôi. Câu đất đi anh, câu đất đi. Đó, sao đó đưa cho cá. Bà Ken con lấy cái ống câu đỏ nó đưa về cho bác Tuấn. À, cá biển bơi nè. Rồi. Chú. Nó đục nha, đục. Rồi. Nó đục bơi nè. Thầy luôn. Đó. Chó ăn ít lắm. Chừng ăn ít con. Thấy hoang mang quá. Qua bên kia. Đó đã sợ dính luôn rồi. Không, ở đó là không dính rồi. Xuống nước. Rồi vô. Dính nghe cũng gùng lắc khó quăng quá. Còn quăng đó là dính á, quăng bên này nè. Lên lửa đi kìa. Ủa chuẩn bị mì tôm đi đầy đủ rồi nghe. Không, con qua mày kia vẫn thật đây chứ bên này cũng vướng cái cài nè. Không rồi lên đi mũi luôn, anh Tùng xuống đây nè. Mấy bác sĩ bỏ xuống dưới rồi nè. Giữ gió là bỏ dưới chẳng rộng chẳng lùn đi luôn. Con qua mày kia, téo qua. Đó, đúng rồi. Lên đi mũi luôn kìa, con lên trên luôn, lên bực trên luôn. Đó, ngồi đó quăng cũng được. Đó. Không biết câu cá hả? Nhán nhán. À, của con thả nó dính gốc vậy con. Kỳ con nhẹ, thả nó dính. Con cá nó câu lên nó vô nước nó bụng liền quá. Anh Tấn rồi, biết sao rồi anh Tấn? Rồi mướn dây luôn. Rối rồi. Cậu mới câu gì mà dài dữ cha. Cái nóc ăn lưỡi rồi hả? Hết mồi rồi, có lửa được. Tài thơm, tài thơm. Tùng sáng này tài thơm nè. Từ từ anh Tùng nướng từ từ á. Đó, chạy rồi, thấy răng trắng dưới chưa? Thấy răng trắng dưới nước chưa? Bì á. Có bì. Bì. Đó, anh Tấn ơi. Đó, thơm. Lại giờ câu toàn là cá bì không nha. Dai gỡ con cái nóc chơi. Ok. Kêu tao đây xuống dở cho con sợ. Chín à? Anh cứ thả đầu nước xuống. Đưa đây chú, đưa này chú, đưa chú ai à? Đây. Bán hàng rồi khó chịu quá, bán hàng muốn đi. Hái cao lên anh thả, hái cao xuống. Đây. Cho bích chuẩn bị. Cốc cần luôn rồi. Từ từ nha, cứ kết đừng có nhấp đó, nhấp lên. Trời ơi. Cái nóc rồi. Các bạn luôn. Con. Còn đó vừa có bi nè. Bi nè. Đó. Rồi dạ, bi nộp phía giữa. Tùng trả tôi có dẹp không em.
tuần quán ăn dẹp dẹp. Mình như cái thẻm á. Mày còn cá nâu. Cá nóc cá nục hả? Cá nóc cá nục. Nghe tự dính cá bự không à? Tới cá. Rồi hai con lũ con là hai con đã nặng rồi. Chuẩn bị câu cá bún mú nha. Bún mú rồi lát ra ngoài. Mú nha. Ủa, cá mú ở đâu vậy cha? Còn nát đời quá. Nát nhiều lắm. Cá nóc này phải nhiều giống như là trong đó ao mà đua bằng cá chưa bằng cá gì cũng. Cá lâu kiếm vậy. Cá nóc này nó là cá có độc quá hả? Vậy mấy người mà miền anh có nhấp nữa. Ký cá nóc thì người ta nói không, ở đây không bán cá nóc mà bán cá lóc thôi. Vô cả. Ai không có cái này. Vô. Vô đó. Đây, động chiếc kem. Cảm giác sao? Cứ cái đó mà đổ gì nậu chịu gì. Giáo nữa. Từ từ á lòng, cứ dìu cứ. Bình tĩnh. Nãy giống cái nóc đó chứ có bị gì. Đó, cá bì á. Cá mình cần vô là cá bì á. Đó, bì lên kìa. Cần làm nguyên cặp coi. Lấy luôn. Cá bì không? 5 kg cá bì nha. nhớ thì cần nè. À. Từ. Rồi, để. Rồi vô coi. Thôi thả xuống đây con, đây ăn rồi đó cá. Lên. Hả? Sức mà hả? Lên đầu nước luôn, quăng lên đầu cho nó đờn xuống. Không phải, quăng lên trên mũi ghe. Đúng rồi. Quăng hơi chết vô bờ xíu. Ừ, cho nó đờn xuống. Nặng nữa mới xuống chứ nặng không xuống rồi không đúng điểm. Kéo từ thôi. kéo từ thôi chứ gì vội đó, kéo từ thôi đừng có nhán cần gì đó, con lôi từ lên thôi, chặt đó chứ lập cá nóc ông cứ ông nó dứt cục đỏ mất rồi gì nữa, kéo lấy nhất bạn luôn, dứt bất lử rồi, dứt mất cái cục sắt rồi. Còn cầu số con gì không à? Cầu nước kia đây đồng. Chế nước ở đây. Lên cá, cho cá lên bếp luôn rồi. Mới cầu xong rồi cho lên bếp luôn. Đoàn chúng tôi đã xây sóng, bắt đầu thái câu rồi, bây giờ bờ mới ăn, đang nấu nữa vậy. Mấy nhóc bị xây sóng rồi. Bây giờ chạy vào bờ cho mấy nhóc ăn thôi. Vào bờ neo ăn rồi tắm luôn. Chạy vô cầm mấy dây xuống mình được. Hai chỗ đó là tắm được rồi. Không vô cái dây mình á, dây đoàn á. Đây, của em á. Đoàn chúng tôi tới bờ cho khách nhảy xuống với say sóng rồi. Xanh giữa hả? Xanh lì chứ. Ông Thái luôn. Đây tới rồi đó, đây tắm được rồi mà, cho tắm mà. Rồi ai tắm mà nhảy nước đây, cạn lắm. Chụp cái trái không? Cầm lái. Vậy nữa. Chỗ đây cạn rồi, tắm đi, bỏ điện thoại ra. Kèm nhảy rồi. Nhảy luôn, cạn lắm. Say sóng nhảy vô đây cho anh tin. Tắm đi cho anh tin, say sóng nhảy đi cho anh tin. Bỏ kính ra. Có điện thoại gì trong túi không? Rồi nhảy cho tỉnh, cho xây sóng nhảy vô đây. Nhảy vô đi. Bữa là sợ thanh niên, sợ kén nhảy. Cạn lắm, nhảy đi. Sâu không? Đây sâu à. Đâu có cái phao nè, cái phao rồi. Anh Tấn dục cái phao đây anh đưa. Cạn mà.
Câu con kia nó mặc là sao ấy? Câu hả? Cạn lắm, xuống đây đứng tới mà. À còn hai cái câu còn trâu nữa mà. Tới đây tới. Xuống đây, xuống đây. Mày lo cái gì? Con nhảy xuống cho nó tỉnh vô ngồi ghê nó say sóng á. Tới 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 không Hiếu? Tới chưa? Phục phục cho thấy bà luôn. Thì biết không? Không biết bơi thôi, trên đó ngồi đủ xuống đây xuống lại vậy đem vượt cái phao không cho. Rồi cho nó vô tí nữa. Đây 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 vô vô vượt phao xuống đây tắm thôi. Lấy phao đi. Rồi. Để xuống tắm cho nó khỏe. Rồi lên ăn. Con đứng tới mà. Trời. Sâu lắm. Sâu lắm. Sâu xuống đây không sao đâu. Đã nào ra đồ ăn chín rồi lại uống bia. Rồi bếp bắt đầu rồi. Hôm nay mình sẽ nấu thành quả sáng giờ. Đây cái nồi cá này nhìn hấp dẫn chưa? Anh khóa này lại đi chứ. Rồi. Mấy anh khách mình đang tắm. Rồi. Mấy cá cho đồng chí Tô Tấn đó. Đồ có dễ không á. Cá ăn mì tôm. Ken thì hết xài sắm chưa? Có xài đâu. Ngồi phun nước miếng luôn. Không chạy vô lãnh anh đi liền. Đi chứ chả em bị chi ra mà đứng là cái đứng là cái vợ con lát ghe đi sướng nhau mày. Dạ chuyến nào đó đây để dứt cá là chứ ghe đây bố anh em mới sướng à. À bố anh em là nhậu sướng là đúng rồi luôn á. Có đồ gì dứt cá không? Không tìm được anh mà không tìm được đũa à? Đường khó ăn á. Để cho lên rồi gấp cá đó mọi người. Cá là giúp trước. Vừa lợn nóng. Này bỏ con muối vô nhận thấm thấm cá. Cá nghiêng nghiêng đủ. Trời ơi. Lòng ấy. Con làm gì không ăn à? Đây là nước mắm. Ở từ từ. Anh nắm lấy cái chén à. Cái chén là nước mắm riêng. Giờ mới cho thôi. Để về phương làng cho nghe. Từ 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 để em gấp ra đó. Đấy anh Tùng ơi. Tùng từ giờ eo thoải mái rồi. Châu vô mà cười ngắt á chứ. Lấy luôn anh, lấy luôn. Tắt đi, cái này... Bỏ phao đâu mới lên được, Nó mày hãy con với. Đó, đó, đấy, lấy mì đây, lên đi, lên đi. Không, em không uống, tí em... Lên đi đi. Cơm, chai nước có nữa. Đấy, nó hành đã không bỏ vô hả? Chưa mà, em đem gấp có đó rồi đó. Nước đen này. Đủ anh Tùng kìa. Đen có à, cá đây. Đúng rồi, lá hành rồi bỏ vô cá. Đây, đủ nè. Gấp rồi cho đủ ái để đây chứ. Hôm sẽ sáng bia được đó. Sẽ sáng chọn. Thành cá. Để bếp vô bên dưới tấn điện ngồi cho nó. Làm kiểu ảnh đi mấy ông hỏi. Đây tờ đem gấp hết rồi đó. Muốn chụp ảnh thôi. Thôi bùa trọng má, đập đích quay bác hoài hùa đó. Thôi ngon vậy? Ngon. Cái này nhức nách rồi. Đó, đưa bấm nè. Tùng. Dạ. Em đắt. Vô. 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 À, chủ thiền. Chủ thiền một chủ gà luôn chứ. Gà. Gà đỏ mất rượu luôn. Đó, cá lùm á. Ngồi đó tấn kìa, ngồi đi vô em đi. Ngồi đây đó. Đi xít qua xíu. Không sợ dị. Còn gì bằng nữa. Rồi. Vô đây nè. Rồi. Đây nè tướng. Rồi, đây nè.
tại đây xíu xa là chị tại đưa bé gì đây, đưa bé gì đây xíu tôi bật tôi bỏ vô cho. Ở đấy nè. Cho miếng hành cái sao anh Tuấn? Sao anh? Đủ anh nè. Nè, ngon đủ. Ngon ngay luôn á. Cái gì mà ngon. Cá mè luôn á. Có này hơi ương em. Ương cá. Thấy không? Ê, nước mắm kìa. Nước mắm ớt. Em ăn rồi tì giá trị á. Đấy, ok chưa? Căng ghê chưa? Rồi anh ban lên. Vô. Vô. Mời cả nhà mình nè. Vô. Vô em. Vô. Vô bay. Vô. Vô. Đồ ở chỗ này cũng hầm hầm mốc hề sẻ. Không chuẩn bị được cái chi hết trơn. Ừ. Yeah. Ma là đại đủ á. Thí đủ á. Đủ ở đây cũng mới đủ á. Đủ ở đây với đủ ở đâu? Cá nên là cái đầu, nhai cái đầu nó ngon lắm. Mình cứ nhai cái đầu cho nó đã. Ừ, đã quá. Nhờ đó, nhai ngang đó. Ừ, béo không? Đã không? Cái đầu nó ăn đừng ăn đầu. Quá đắt không á. Cá này cá gì nè? À, cá nên Tùng ngon rồi là cá bi. Tùng là chiên mấy món dịch dẹp á. Mời cầu đồ đũa cho anh Tấn đâu chứ. Thôi, đây đợi cần cái đũa hả? Đúng rồi, đang nóng nè. Béo, béo quá. Béo quá. Ngọt đi. Cá bị ngang rồi nó vậy. Bóc lên. Cái mì đưa thêm nước không anh Hoàng? Thôi đổ. Đi đũa nước vô cái bác không? Thêm nước thôi. Thêm nước vô. Nước đó là có lần nhậu. Ăn hết cá đi, ăn hết cá nhậu đi rồi rồi mình ăn mì sao? Thôi bật chế độ ăn bắp. Không ăn bắp ngon lắm. Nằm đi. Wow. Nục thơm kinh. Có một cái nục cao mà ngon không không ăn. Thôi ớt rồi lượng. Ờ, ớt rồi. Cho nó bôi lên nè. Hai thanh niên mình tắm ở dưới. Lúc đi chưa sai, giờ nó sai đó. Giờ sai đó, nãy em thấy nó ngồi nó phun khạc khạc nhỏ nước bột lên miếng rồi. Triệu chứng của sai sống mà. Đi nữa là sai á. Mệt. Wow, vô. À, dạ đó. Tên Lục. Bài mẹ cũng tầm xuống. Mẹ mẹ là anh Lâm Tứ. Ngõ tư bốn lần vậy qua đã đây đây đã quay cho xí hành vô thân máy điện thoại điện mua điện thoại rồi mua mẹ có em à u cái đạo bỏ luôn lên chén luôn nè nhai cái bộ lòng nó mới đã đạo bé cá này béo rồi. Thì mà nó bị rửa kỹ nữa. Giờ cá biển lên là cứ cắt ngang thôi. Cứ rửa sơ qua bằng nước mặn là cắt ngang là bỏ vô bếp thôi. Nó là ngọt. Cá này nó không bẩn luôn. Nó chỉ ăn đó ăn mồi như thế thì có cái gì đâu. Thấy nó nhớt nhớt luôn đó. Chứ nó phải như cá nuôi như ở hồ ở ao đâu mà nó ăn. Ừ, cá thả xuống nguyên đàn cá chạy tới rồi. Cũng có anh tầm cao kia đây chứ. Chùa đang có bì nữa thơm lắm, bì nữa. Nó dẻ. Chưa ăn thịt cũng đã chứ. Lần nữa anh có nục cho nục là anh phải nhai cái ruột nè, thơm nhất là hơi mới ruột. Ai gọi tao rồi đâu cọt em mà má mẹ điện thoại tao trời. Cá này cái bụng ăn được không? Dạ, anh cứ cá này là ăn cái được cái ruột á, ruột rất là thơm. Anh cứ dài ngang đó. Mà mẹ. Mớ quá, anh dạ. Thấy thì sao sống. Vô, tùng thích tán. Anh mới đánh cào như vui được chứ, chạm với anh ngồi rồi. Mày nha, nó tối nó bị ấy đó. Giờ anh ăn cá vô chắc bụng là mà gì đâu mà. Cắt đầy nhiều lắm. Đầy như này. Đúng rồi. Rồi ai ăn? Anh. Ăn mì tôm phong cách làm bức họa tâm thanh. Chị bơi vàng với nước luôn. Đây mình vừa cá xong. Vừa bỏ mì tôm vào. Ăn thôi. Giờ là xong
buổi trải nghiệm vừa câu vừa nấu ăn trên ghe. Giờ anh em sẽ ăn ngồi nhơi tí mọi người, chờ dưới tắm biển rồi vào. Và anh em mình cũng xin tạm dừng video ở đây mọi người. Mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn, mọi người ủng hộ cho một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp mọi người lại những video tiếp theo. Cảm ơn, tạm biệt. Bye bye.